Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thành quả của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, là kết tinh của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng và lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa của nó vẫn còn giá trị lâu dài. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đang ra sức nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh. Trong đó, có thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong toàn quốc trong thời gian tới. Và sau đây là các nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự. 55 năm thực hiện di chúc của Bác về đoàn kết trong Đảng. Đảng bộ và nhân dân xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ làm theo lời Bác để đổi thay quê hương. Nhà thầu tập trung thi công xuyên dịp lễ đường Tân Phúc, Võng Phàn. Không khí vui chơi ngày 2 tháng 9 tại huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Hưng Yên phấn đấu tăng 10 bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Người luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị to lớn, là công việc thiết yếu hàng ngày của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Hôm nay, kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 9 năm 1969. Nhớ đến người cũng là nhớ đến lời dạy của Bác trong di chúc về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bà Trương Thị Tám, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người vinh dự từng 6 lần được gặp Bác Hồ nhớ lại. Trong các lần gặp, dù dặn dò nhiều điều, song bà luôn tâm niệm lời Bác căn dặn về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong công việc, với đồng chí đồng nghiệp, đoàn kết để phát triển. Bác bảo là phải đoàn kết cho nó tốt, học tập cho nó tốt, chị em phải đoàn kết với nhau. Địa phương này, hội nghị nào các đồng chí cũng mời tôi lên phát biểu, thì tôi cũng vẫn phải vận động là cái đoàn kết là cái nhất trí nhất, mà đoàn kết thì phải thắng lợi. Đối với bà Phạm Thị Vách, từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu của người và được trực tiếp nghe Bác nói chuyện nhiều lần với cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Yên cho biết. Trong một bài nói chuyện, Bác bao giờ cũng nhắc nhiều nhất đến việc quan tâm tới đời sống của nhân dân và sự đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết, không hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên tôi được gặp Bác trước. Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Điều đặc biệt là không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, Bác còn nêu lên cách thức để thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Điều này đã được các chi đảng bộ tại Hưng Yên coi là kim chỉ nam để thực hiện. Bởi nếu mất đoàn kết thì sẽ kìm hãm các phong trào ở cơ sở, còn nếu đoàn kết xuôi chiều thì cũng không tạo động lực để phát triển. Đối với công tác xây dựng Đảng thì cái sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Mọi cái sự thành công của tổ chức Đảng thì phải có cái sự đoàn kết thống nhất. Thế mà thực hiện cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thì đối với Đảng bộ phường Minh Đức thì chúng tôi đã có cái sự đoàn kết thống nhất từ tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, thế rồi các chi ủy chi bộ, các cái trưởng các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết thống nhất trong mọi cái nhiệm vụ, đặc biệt là quán triệt các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm từng bước
cụ thể hóa cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trải qua 55 năm, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng được ghi đậm trong di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đoàn kết của Đảng như con người của đôi mắt, mất đoàn kết là mất đôi mắt, xa rời mục tiêu lý tưởng, mất đi sức mạnh của tổ chức chính trị tiên phong. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1958, trong chuyến về thăm và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, sau khi nói chuyện với cán bộ tỉnh, huyện về chống hạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm và động viên nhân dân huyện Tiên Lữ đang đạo vét ngòi Triều Dương và dân công đào sông từ phố Giác đến chợ Thi. 65 năm qua, tình cảm và lời dạy của Bác trở thành động lực, nguồn cổ vũ động viên đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hải Triều vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương đổi mới từng ngày. 66 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần kể lại, lần được gặp Bác Hồ tại ngòi Triều Dương này, cụ Vũ Thị Giàng không thể giấu nổi niềm tự hào. Cụ vẫn còn nhớ như in những mùa gặt thường xuyên phải gặt mò vì nước tràn về trắng đồng. Thiếu đói xảy ra liên miên. Chính lúc nhân dân toàn xã ham hở xuống đồng, nạo vét ngòi Triều Dương, công trình thủy lợi quan trọng nhất của xã, thì Bác Hồ về thăm. Bác có dặn thế này này, trước ngày chúng ta thôn Triều Dương này có làm có một mùa mà thất thu, chúng ta phải làm nào, lấy 2 vụ hoặc 3 vụ. Mới có nhiều thóc, ngô, khoai, sắn để chi viện chiến trường và cho nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, xã Hải Triều đã có những việc làm hết sức cụ thể như thành lập tổ thủy lợi ở các xóm, đội thủy lợi ở các thôn và đội thủy lợi chuyên nghiệp của xã, hay còn gọi là đội 202 để nạo vét kênh mương, đào đất đắp đê, làm đường giao thông nhanh chóng, khắc phục tình trạng ngập úng, hạn hán. Tấm nhờ lời dạy của Bác và để nâng cao đời sống của nhân dân, thì đảng bộ, chính quyền nhân dân, chúng tôi đã tập trung cụ thể hóa vào công việc thực tế, đó là tập trung xây dựng các công trình thủy lợi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn ô đổi thửa, đời sống nhân dân ngày càng được ổn định. Khi đời sống của nhân dân ngày một đi lên vậy, thì chúng tôi lại càng thấm thía lời nói của Người. Sau 66 năm kể từ ngày Bác về thăm, đến nay xã Hải Triều đã có nhiều đổi mới, trong đó nổi bật nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã đã huy động gần 470 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân hiến đất và đóng góp tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, xã có hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống của người dân được nâng cao. Cuối năm 2023, xã Hải Triều được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Rất vinh dự cho một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương cũng đã nhớ đến Bác và huy động các mọi nguồn lực để xây dựng cái đền thờ nơi tưởng niệm của Bác về thăm lạo vét công trình ngòi Triều Dương. Chúng tôi cũng đã huy động được các cái nguồn lực của các cấp và đặc biệt được cái nguồn lực của nhân dân đóng góp thì đầu tư vào xây dựng các cái công trình phúc lợi, đường giao thông, rồi các cái ao bơi để đầu tư trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. 66 năm làm theo lời Bác, xã Hải Triều đã có những thay đổi toàn diện và đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Đó chính là nguồn động lực để Hải Triều tiếp tục vững bước xây dựng quê hương giàu đẹp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 với mục tiêu phấn đấu tăng ít nhất 10 bậc so với năm 2023. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên xếp hạng 26 trên 63 toàn quốc, giảm 14 bậc so với năm 2022. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch nhằm cải thiện khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện nội dung các tiêu chí thành phần bị trừ điểm năm 2023. Phấn đấu năm 2024 sẽ đạt điểm tối đa đối với cả 7 tiêu chí. Đối với tiêu chí thành phần về công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính đạt 0 trên 0,5 điểm.
tiêu chí thành phần công khai thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đạt 1 trên 1,5 điểm trong năm 2023. Yêu cầu trong thời hạn 5 ngày phải công bố công khai sau khi có quyết định của người có thẩm quyền ký ban hành. Trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và phát triển kinh tế xã hội. Trong tháng 8 năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 40 triệu đô la Mỹ, trong đó tiếp nhận mới 4 dự án đầu tư trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm của các dự án vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 700 triệu đô la Mỹ, đạt 71% kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm nay. Tổng diện tích đất cho thuê lại khoảng 128 ha, tiếp nhận 50 dự án đầu tư mới, gồm có 28 dự án đầu tư nước ngoài và 22 dự án đầu tư trong nước. Trong đó, tiếp nhận một dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, 49 dự án đầu tư thứ cấp mới vào các khu cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 400 triệu đô la Mỹ và gần 6.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan có tổng chiều dài hơn 29 km với số vốn gần 2.900 tỷ đồng. Dù là thời điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên những công trường, các nhà thầu vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đây là mũi thi công tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ do công ty cổ phần Lysen thực hiện trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhà thầu đã thuê ruộng để đắp đường, vận chuyển máy móc thiết bị vào thi công, đồng thời tập trung nhân lực thi công 3K 4K, vừa đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh. Trong dự án đường Tân Phúc Võng Phan, công ty cổ phần Lysen đã trúng gói thầu với số vốn 845 tỷ đồng với chiều dài trên 12 km, chiếm trên 40% giá trị công trình. Tôi là người ở địa phương điểm cuối của tuyến đường Tân Phúc Võng Phan, rất vinh dự được làm đường cho quê hương. Tôi và anh em công nhân sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn thành trước hạn. Trong quá trình thi công, công ty và ban điều hành bố trí tất cả anh em làm công bận lui vật liệu thì ngày đáp ứng đến 5-6.000 khối cát mỗi ngày. Về phần đập nền để đẩy nhanh tiến độ, hy vọng chính quyền địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các khu mộ và khu dân cư. Với phương châm vượt nắng thắng mưa, không kể ngày nghỉ ngày lễ, công ty cổ phần Vinadenta đã tập trung nguồn lực với gần 20 đầu máy và hàng chục kỹ sư công nhân thi công ngày đêm trên 4 mũi tuyến chính tại hai huyện Phù Cừ và Ân Thi. Đồng thời đã lên kế hoạch đủ nhân lực thi công 3K 4 kíp, phân chia lịch cho công nhân lao động thi công trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mặc dù là đang trong dịp nghỉ lễ nhưng nhà thầu vẫn bố trí nhân lực thi công đảm bảo tập trung đầy đủ các ngày lễ, là không dừng nghỉ ngày nào. Hiện tại thì về các hạng mục thi công trên công trường thì nhà thầu đã thi công tương đối ổn định phần nền, cố gắng là những hạng mục mà không phải chờ dỡ tải thì sẽ cố gắng là sẽ thi công phần mặt đường vào cuối năm nay. Các nhà thầu đều nỗ lực với phương châm mặt bằng tới đâu thi công tới đó. Các ngành liên quan đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới đất thổ cư, đất nghĩa trang để tiếp tục bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thưa quý vị và các bạn, làng có văn chỉ và quốc gia có văn miếu. Đây là những nơi thờ Đức Khổng Tử và các bậc tiên hiền, nhà khoa bảng Đỗ Đạt thời kỳ phong kiến trước đây. Vì thế, hệ thống văn tự văn chỉ xưa kia thường được xây dựng ở những vùng đất cổ có truyền thống hiếu học. Ngày nay, những di tích văn tự văn chỉ này đã trở thành địa chỉ đỏ để khích lệ phong trào khuyến học khuyến tài, giáo dục việc học hành cho các thế hệ sau tại các địa phương. Mỗi dịp đầu năm học, văn chỉ bình dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu lại rộng cửa để đón những gia đình dòng họ và các thế hệ học sinh đến dâng hương, báo công và lắng nghe những câu chuyện lịch sử về truyền thống hiếu học của làng. Trong câu chuyện kể lại của các cụ cao niên, thành tích của làng bình dân xưa được nhấn mạnh đầy tự hào, đó là có đến 9 vị tiến sĩ trạng nguyên trong tổng số 32 vị của toàn huyện Khoái Châu lúc bấy giờ. Vì thế, nơi đây được chọn để xây dựng nhà văn chỉ với tên gọi Khoái Châu Phủ Văn Tử Môn. Hàng năm con vẫn được ra nhà văn chỉ để tham quan và nghe các cụ các ông nói về các truyền thuyết, câu chuyện ngày xưa. Con rất là tự hào và sẽ cố gắng học tập thật tốt, nghe lời ông bà bố mẹ để phát huy truyền thống hiếu học của địa phương ạ. Truyền thống của làng Quỳnh Dân là học tập, có nhiều những nhà khoa bảng. Đến bây giờ thì càng ngày càng phát triển. Các cháu học tập, Đỗ Đạt
cũng rất nhiều. Năm nay, di tích Văn Chỉ Bình Dân vừa được trùng tu tôn tạo lại toàn bộ khuôn viên khang trang với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Song những nét kiến trúc điêu khắc ở tòa đại bái và hai tấm bia đá cổ ghi danh các bậc tú tài tiến sĩ và truyền thống của làng vẫn được gìn giữ nguyên bản nhằm nhắc nhở giáo dục các thế hệ con cháu của làng mỗi khi đến đây. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên hiện còn lưu giữ được 31 văn chỉ, từ chỉ. Trải qua thời gian, các công trình hầu hết đều đã xuống cấp, một số được các địa phương tôn tạo tu sửa lại. Các công trình này tuy khác về hình dạng, khuôn viên, kiến trúc qua các thời kỳ, nhưng ý nghĩa về tinh thần hiếu học vẫn không thay đổi. Văn chỉ là nơi vẫn thường diễn ra các hoạt động như dâng hương, phát phần thưởng, khấn vái, cầu may mỗi dịp thi cử. Ở địa phương chúng tôi khôi phục lại được cái văn chỉ hiện hữu như ngày hôm nay, có thể nói là khơi dậy lại cái làng quê văn hiến, phát huy cái truyền thống của cha ông đã để lại. Cái đến mùa thi cử thì các cháu này đến văn chỉ để thắp nén nhang cầu mong về mặt tinh thần là mình đỗ đạt thành tài. Ngoài văn miếu Sách Đằng, minh chứng về vùng đất hiếu học xưa của Hưng Yên được thể hiện qua các văn chỉ. Đây không những là niềm tự hào của mỗi địa phương mà còn mang ý nghĩa to lớn trong thúc đẩy phong trào học tập khuyến học khuyến tài. Trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đã diễn ra tại các khu đô thị Văn Giang, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Đua thuyền trên hồ Bán Nguyệt đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của thành phố Hưng Yên mỗi dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngay từ sáng sớm ngày 2 tháng 9, nhân dân thành phố và một số huyện lân cận lại tập trung đông đảo tại Hồ Bán Nguyệt, cùng hòa mình vào không khí lễ hội, cổ vũ cho các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống. Chúng tôi rất phấn khởi tập luyện 3 ngày hôm trước. Con cháu chúng tôi là tất cả xa gần về tập trung cổ vũ cho đội bơi thuyền rồng của xã Quảng Châu. Khu đô thị Eco Park và VinCity cũng là những địa điểm thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với những nét độc đáo về kiến trúc, cảnh quan, không khó để có được những góc chụp hình lãng mạn, mộng mơ hoặc hệ sinh thái trong lành, nhiều không gian để tham gia các hoạt động ngoài trời. Hai khu đô thị này đang trở thành điểm đến lý tưởng trong thời điểm nghỉ lễ. Em cũng đưa các bạn nhỏ đi chơi để hưởng cái không khí của ngày 2 tháng 9. Đi chơi xa thì lại thấy rất là đông. Nào Eco Park là nơi lựa chọn lý tưởng để gia đình em xuống dịp 2 tháng 9. Thiên nhiên ở đây rất là gần gũi với con người ạ. Rất nhiều cây xanh mà ở trong nội thành không có. Rất là gần Hà Nội, nhà em xuống đây chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển thôi. Tôi cũng thấy chị em đi chơi ở đây về nói chuyện là đẹp. Thế hôm nay tôi cũng muốn ra đây để ngắm cảnh, đẹp lắm, thích, mát mẻ. Tôi cũng thấy là vui vẻ mà người cũng tấp nập nhộn nhịp. Không khí đón mừng quốc khánh không chỉ náo nức ở các khu đô thị, thành phố, thị xã mà còn rộn ràng ở nhiều thôn xóm với những phong tục tập quán văn hóa truyền thống đặc sắc, các trò chơi dân gian hấp dẫn, từ đó thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Cháu thấy rất là vui khi được tham gia môn chơi cầu kiều và bắt vịt tại ao đình làng. Cháu mong năm nào cũng có trò chơi bổ ích như vậy. Lễ Quốc Khánh là dịp để người dân ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha ông, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Những hoạt động phong phú sôi động diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tạo nên một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Trong hai ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên, Liên đoàn Võ thuật tỉnh tổ chức giải vô địch võ cổ truyền Cúp Phạm Ngũ Lão lần thứ 3 năm 2024. Tham dự giải có trên 200 vận động viên võ sư đến từ 20 võ đường câu lạc bộ võ cổ truyền các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Các vận động viên từ 6 đến 30 tuổi được chia theo nhiều hạng cân khác nhau, thi đấu hai môn quyền thuật và đối kháng. Giải đấu nhằm tăng cường sự đoàn kết giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện môn võ cổ truyền. Qua đó, tuyển chọn vận động viên tiềm năng cho đội tuyển thành tích cao của tỉnh. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên, nhóm vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.